súc sinh, họ mong người thân đến cứu giúp, cho nên họ cái tâm của họ mong cầu mình đến giúp, cho nên họ tác động qua mình và mình cũng có cái duyên đặc biệt với họ, cho nên mình nhìn thấy thường mơ thấy họ. Và cái trường hợp này có cách chữa trị không? Cả hai trường hợp, do oan gia trái chủ đời trước hoặc do người có duyên với mình mong mình giúp đều có thể dùng bằng một cách này. Một cách đó là gì? Đọc tụng kinh Địa Tạng. Nhất tâm phát nguyện đọc tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, 49 ngày hoặc 1 năm, thậm chí là 3 năm, thậm chí nhiều hơn nữa để hồi hướng cho họ. Nếu mà nhất tâm đọc tụng ăn chay trường, mỗi ngày đọc được 3 thời thì đảm bảo là 21 ngày tất cả những cái cảnh đó không hiện lên nữa. Bạn này về nên khuyên mẹ bạn nên đọc kinh Địa Tạng. Ăn chay trường 21 ngày, mỗi ngày đọc 3 thời sáng, chiều và tối. Mỗi thời đọc một quyển, thời buổi sáng đọc quyển thường, thời buổi chiều đọc quyển trung, thời buổi tối đọc buổi quyển hạ. Buổi sáng từ khoảng 4-5 giờ sáng, buổi chiều khoảng cũng là 4-5 giờ chiều, buổi tối khoảng 8 giờ tối. Đọc vào cái giờ đó. Vì sao đọc những giờ đó? Vì cái bộ kinh này sau khi thầy hội tập năm 2015 cho tới nay đã có khoảng 40.000 người đọc tụng bộ kinh này trong khoảng 3 cái thời gian đó là chính, sáng, chiều và tối. Cho nên khi chúng ta cùng nhau cộng tu vào cái thời gian đó, công đức vô lượng. Quang minh công đức của Phật, của Bồ Tát Địa Tạng sẽ chiếu soi và gia hộ cho chúng ta rất rất nhiều, không thể nghĩ bàn bằng lời nói hay là không thể dùng giấy bút có thể diễn tả hết được cái sự mầu nhiệm của người tụng kinh Địa Tạng nhiều lắm các con. Các con về có thể nghe lại 102 bài giảng của thầy về kinh Địa Tạng. Các con nghe 102 bài giảng đó, các con thấy trong con rất nhiều những cái câu chuyện của Phật tử, của các gia đình, của những người chưa phải là Phật tử, nhưng khi gia đình họ gặp cái sự cố hoặc là âm dương rối loạn chẳng hòa đó, âm thì hết người này chết đến người kia chết, đi xem họ bảo là trùng tang trùng phục, mồ mả chẳng yên. Dương thì cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau, thậm chí là con cái hư hỏng bỏ đi. Họ đọc tụng bộ kinh Địa Tạng này và giải quyết được cái vấn đề đó. Có những trường hợp như là đứa con trai đang học lớp 10, lớp 11, bố mẹ chỉ cần nói có một cái nhẹ nhẹ thôi, nó bỏ nhà nó đi bụi đời cả gì hơn 6 tháng trời, nó vào tận trong miền Nam. Mẹ đi xem họ bảo là gì? Đi xem thầy bói họ bảo là gì? Người thầy thì bảo nó ngã sông nó chết rồi, người thầy thì bảo rằng nó theo giang hồ nó gì, nó bị đánh chết rồi, người thầy thì bảo rằng nó bị bán sang Trung Quốc để mổ tim mổ gan để lấy gì, lấy nội tạng để chữa bệnh cho người khác rồi. Nhưng gia đình đó bảo là sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác, đã báo công an rồi nhưng mà tìm mấy tháng cũng thấy. Nhưng xong rồi có người mách xuống đây vào chúng cái pháp hội tụng kinh Địa Tạng 7 ngày từ 22 đến 28 cuối tháng năm ngoái. Cuối tháng năm đó lúc đó là khoảng độ tầm tháng 10. Sau tháng này cũng một tháng. Cô ấy đến đây tụng đúng một tuần. Sau đó nghe thầy giảng và cô ấy thỉnh một quyển kinh về nhà tụng kinh, phát nguyện tụng kinh 49 ngày để hồi hướng cầu nguyện là nếu mà con còn sống thì nguyện cho con gì sẽ quay về, mà con mà chết thì cũng phải biết được tin tức và thấy được xác để chôn cất cho con. Các vị biết không? Các con biết không? Về cô ấy tụng đến đúng ngày thứ bảy. Thế tự nhiên thằng con trai ở đâu nó mò về và nó quỳ xuống dưới chân nó xin lỗi bố mẹ nó. Nước mắt của cả gia đình vui sướng trào dâng. Và không chỉ thế mà nó về nó còn hiếu thảo nữa chứ. Nó nhận ra lỗi lầm và nó biết là mẹ nó do gì ra xuống chùa tụng kinh. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh
đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà.